các bạn lưu ý là bơm đều tay để dung dịch tạo khói được ra đều. Đấy, đi dọc dọc trong nhông này, cứ bóp vào thì nó sẽ chúng tôi đang test thử cái máy xịt khói bằng ga. Các bạn lưu ý là bơm đều tay để dung dịch tạo khói được ra đều. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.